phần là 2 muỗng. Có sẵn không đã? Quay đi con, con bay từ ấy lại. Bay từ đó quay lại mới giỏi cho người ta được. Ừ, rồi. Đủ kỹ. Tái tạo một lần nữa. Quay lại mới quay mới giỏi. Không bịch nữa. Con quay cho đều nha. Bay từ đây lên cho. Rồi xong chưa? Rồi. Rồi con lại thay mặt ở xóm cảm ơn Mạnh Thường Quân, anh Chí và Minh Phương Vlog đã tới chia sẻ hạt gạo yêu thương tới khu phố của em là đang gặp khó khăn, cũng mong các Mạnh Thường Quân giúp đỡ xóm em nhiều hơn nữa. Cảm ơn Phương với anh Chí nha. Em là vợ ấp Hợp A Đỗ Hiệu Quân Quanh. Nhà em ở đây nè. Em cảm ơn hai anh. Cảm ơn Mạnh Thường Quân, anh Chí. Cảm ơn Mạnh Quân, anh Chí, anh Phương nha. Đã hỗ trợ giúp gia đình em. Dạ. Chào mừng các bạn đến với kênh Minh Phương Vlog. Xin chúc mọi người đều được nhiều sức khỏe và hạnh vui. Thì do tình hình Covid vừa qua thì phải nói là bà con của chúng ta, mọi người ai ai cũng gặp được rất là nhiều sự khó khăn, đặc biệt là những nơi bị phong tỏa, chẳng hạn như trong khu phương đang ở. Thì trong thời gian vừa qua, nơi Phương ở thì phải nói là bị phong tỏa 14 hộ, thì phải nói được sự quan tâm có rất nhiều Mạnh Thường Quân đến hỗ trợ giúp đỡ. Thì phải nói đến đặc biệt là người đã giúp đỡ hỗ trợ từ ngày đầu cho đến hôm nay, đó là anh Chí. Cái này là cái chai vi khuẩn với lại xê sủi. Còn cái vỉ thuốc này là thuốc trừ khi nào trong nhà mình có triệu chứng sốt thì uống vô nha. Thuốc đó người lớn. Cái này của một người anh bên Đức, anh hỗ trợ mình mấy ngày nay, anh thấy hoàn cảnh mình đây. Một người Việt Kiều sống tại Đức. Khi biết được mà chỗ Phương đang ở và đang bị phong tỏa, đang gặp khó khăn thì anh Chí đã hỗ trợ rất nhiều, từ thực phẩm đến lương thực và rau củ quả. Thì ngoài khu phong tỏa của Phương gia thì cũng gần lối xóm cũng có nhiều hộ, nhiều gia đình khó khăn, nhưng cũng có được sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân, nhưng đâu đó cũng còn một vài nơi chưa có. Thì trong xóm Phương có gần nhà có vài hộ đang phải nói là đang gặp khó khăn. Khi biết bên chỗ Phương đang ở được có Mạnh Thường Quân hỗ trợ giúp đỡ thì có liên hệ đến Phương và nhờ Phương chia sẻ lại thông tin về hoàn cảnh của gia đình từng hộ mà đang gặp khó khăn. Thì sau khi Phương biết được cái thông tin và tìm hiểu thì Phương có mới chia sẻ lại với Mạnh Thường Quân, đó là anh Chí. Thì sau khi Phương chia sẻ lại anh Chí thì anh Chí đã nghe và hiểu được cái hoàn cảnh khó khăn của bà con
nên có nhờ Phương cứ bằng có chút tấm lòng nhờ Phương mua gạo với lại lương thực cũng như là giao trứng để mà hỗ trợ, gọi là hỗ trợ giúp đỡ bà con trong cái lúc khó khăn này. Thì hình ảnh mà mọi người cũng như cả nhà đã vừa xem vừa qua đó là bốn hộ đang ở gần nhà Phương, do Phương không qua được nên nhờ cái chị hàng xóm ghi lại hình ảnh đó để chia sẻ. Thì phải nói Phương rất là cảm ơn rất nhiều, đặc biệt là các mạnh thường quân đã hỗ trợ ở những nơi đang khó khăn. Thì một lần nữa Phương xin thay mặt cho bà con những người sống chung với Phương, lối sống của Phương mà đã được anh Chí từng hỗ trợ. Xin chào quý cô chú, các anh chị em. Tôi xin phép được tự giới thiệu, tôi tên là Chí và được Phương chia sẻ lại là làng xóm mình đang khó khăn, cho nên tôi có ý là giúp đỡ chút ít đến làng xóm và mong rằng mùa dịch này sẽ được mau kết thúc. Xin thay mặt bà con cảm ơn anh Chí rất nhiều và xin chúc anh luôn luôn được nhiều sức khỏe cũng như an vui trong cuộc sống. Thì anh Chí cũng có nhờ Phương gửi lời thăm hỏi đến với bà con và cũng có gửi lời chúc đến bà con là mong mọi người cũng như bà con luôn luôn cố gắng ăn vui và chúc cho bà con được nhiều sức khỏe. Thì một lần nữa em xin thay mặt những người khó khăn mà đã được anh Chí từng hỗ trợ giúp đỡ xin một lần nữa xin cảm ơn và chúc anh gặp nhiều sức khỏe. Xin chào.